Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Vụ nổ bom xả súng đêm thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua tại Paris khiến hàng trăm con tin bị sát hại, gây rúng động toàn thế giới. Có lẽ chưa bao giờ con người lại cảm thấy có nhiều thứ gây bất an như giai đoạn này trước thiên tai, địch họa. Sự việc xảy ra, thấy ngay đầu rơi, máu chảy, tước đi sinh mạng nhiều người khiến chúng ta lo lắng. Con người ngày nay mải lo đối phó với nạn khủng bố, tội phạm, với chiến tranh, thiên tai và địch họa ở nơi này, nơi kia, nhưng lại không lường được có những thứ không mang tên tội phạm, không hiển hiện rõ nét, lại luôn theo sát bên mình, đang âm thầm hủy hoại tất cả chúng ta, không trừ một ai, ngấm ngầm ngày ngày gây nguy hại với quy mô rộng lớn và hậu quả khôn lường. Những năm gần đây, các phương tiện truyền thông nhiều lần đã nói về một nguy cơ đang lan rộng, nguy cơ nhiễm độc trì. Là một trong những kim loại nặng có màu sắc đẹp, với những đặc tính như mềm dẻo, khả năng chịu nhiệt tốt và chống mài mòn, trì được biết đến như một loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Quả thật, thực tế, trì đang bủa vây cuộc sống con người, trì len lỏi mọi lúc, mọi nơi, tác động đến tất cả chúng ta. Trì có mặt ở khắp nơi trong công nghiệp và trong sinh hoạt. Trì được sử dụng như một thành phần không thể thiếu trong công nghiệp tạo màu, ứng dụng trong ngành chế tạo sơn, chế tạo vách ni, làm đồ thủy tinh, làm gốm, tráng men, làm đồ chơi, v.v. Trì giúp chế tạo các loại thép có khả năng uốn cong và không bị phá hủy bởi môi trường. Trì có thể có trong đồ gia dụng, mỹ phẩm, đồ chơi, trang sức, trong một số vật dụng hàng ngày như ca, ly, chén bát, trong đồ dùng văn phòng phẩm, vật dụng chứa nước, tủ kệ, v.v. Trong thực phẩm, đồ ăn đóng hộp, đồ ăn chế biến sẵn, rau, trái cây được trồng ở những nơi có nguồn đất, nguồn nước bị ô nhiễm. Trong các loại đồ ăn cần ninh nấu như bắp ngô, khoai luộc, bánh chưng, bánh tét bị các cơ sở cho pin vào nước luộc cho nhanh nhừ. Trong thuốc y học cổ truyền và thuốc bổ cho trẻ em như thuốc cam trị biếng ăn không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, hầu hết phân bón hóa học đều có trì ở các mức độ khác nhau. Nước ăn chảy qua những ống dẫn nước có mối hàn chứa trì khiến thực phẩm, nước uống đều bị ảnh hưởng. Trì xâm nhập cơ thể chủ yếu qua 4 đường: đường hô hấp, đường tiêu hóa, qua da và qua nhau thai. Trì xâm nhập cơ thể con người qua đường hô hấp. Con người tiếp xúc với trì do hít phải bụi, không khí, khói, hơi có trì. Trì xâm nhập vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa. Trong hoạt động canh tác, con người sử dụng nguồn đất nước bị ô nhiễm trì để tưới cho cây trồng. Cây trồng hấp thụ trì một cách thụ động, tích tụ trong các sản phẩm. Từ đó trì được đưa vào cơ thể một cách gián tiếp qua việc ăn uống các loại sản phẩm này. Trì xâm nhập cơ thể con người qua da. Trì xâm nhập cơ thể con người qua nhau thai. Trì được truyền cho con qua việc lấy dinh dưỡng từ nhau thai. Cơ chế gây bệnh của trì. Sau khi được hấp thu, khoảng 99% lượng trì được xâm nhập vào hồng cầu. Chúng gắn chặt vào các tế bào hồng cầu, từ đó gây biến đổi ở các tế bào này. Trì nó vào, nó sẽ gắn vào tế bào hồng cầu, nó là gắn là nó cản trở cái quá trình tổng hợp các cái sắc tố của hồng cầu và coi như là gây lên bệnh. Với cơ chế như vậy, trì tiếp tục xâm nhập vào các tổ chức ở xương, đặc biệt là vỏ xương. Chúng tích lũy ở xương trong suốt cuộc đời một con người, bắt đầu ngay từ khi là bào thai cho đến tất cả các hình thức tiếp xúc sau này.
Rồi chì nó vào thì nó lắng đọng vào trong tổ chức xương rất là nhiều. Và nếu như đối với trẻ em thì nó đến nó chiếm chỗ của canxi ở trong đầu xương dài. Chì trong thần kinh trung ương, điều này đặc biệt nguy hiểm. Chì ưu tiên tập trung ở các chất xám của não và tủy sống. Tại đây, chì gây tổn thương tế bào, gây chết tế bào thần kinh, kích thích thần kinh trung ương, gây hủy hoại, thoái hóa dây thần kinh. Thêm vào đó, chúng ta còn đang bị các thức ăn bẩn hàng ngày cung cấp thêm nhiều độc tố. Thông thường, chúng ta chỉ quan tâm xem chết vì ung thư, vì bệnh tim mạch hay do tai biến, chứ không chú ý đến những sát thủ ẩn nấp đằng sau những căn bệnh đó. Mà những kẻ sát thủ này lại do chính các thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của chúng ta gây nên. Chúng luôn ngày giờ sát cánh và tấn công sức khỏe chúng ta bất cứ lúc nào. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tìm thấy trong gạo có dầu máy, sáp nếm, trong trứng có chất độc sodan, trong sữa có melamin, trong đậu phụ và váng đậu có sodium formaldehyde sulfoxylate, trong hải sản có phong môn bảo quản tươi sống, thuốc tránh thai để vú béo. Các loại rau củ quả thì dùng chất kích thích cho nhanh chín. Gia cầm dùng thuốc cản trọng. Thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Trong thời đại độc tố khắp nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi. Dầu mỡ vượt chỉ tiêu, kim loại nặng vượt chỉ tiêu, chất axit vượt chỉ tiêu, chúng ta đều trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Thời văn minh, mọi thứ đều làm sẵn tiện dụng cho con người. Đồ ăn đóng hộp, đồ ăn chế biến sẵn, thuốc men, bao bì chứa thực phẩm, vân vân. Tất thảy khó tránh việc sử dụng màu, hương liệu thực phẩm và chất bảo quản. Không chỉ có vậy, ngày nay công nghệ cao cho ra đời những sản phẩm biến đổi gen cũng đang là mối nguy cơ lớn đối với sức khỏe con người. Hậu quả của cuộc sống văn minh là những căn bệnh lạ ngày càng xuất hiện nhiều và phát triển. Ngày nay trong thế kỷ 21, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trình độ y học ngày càng nâng cao, người dân ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Nhưng bệnh tật thì không vì thế mà giảm đi, tỷ lệ mắc bệnh ngày một cao. 30 năm trước, thi thoảng chúng ta mới nghe thấy có người mắc bệnh tiểu đường cũng hiếm như bệnh ung thư. Nhưng ngày nay, xung quanh chúng ta, ngay cả bệnh ung thư cũng ngày một nhiều. Nguy cơ nhiễm độc ẩn chứa khắp nơi, thậm chí gây ung thư. Con đường từ dạ dày tới nghĩa địa chưa bao giờ trở nên ngắn và dễ dàng đến thế. Công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển, thói quen sinh hoạt và thói quen ăn uống có sự thay đổi lớn. Thống kê y học cho thấy, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với hơn 1.180 loại hóa chất độc hại khác nhau. Chị em phụ nữ mỗi ngày bôi lên mặt trung bình 175 loại hóa chất. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mảng bám trong ấm trà. Chúng bám chắc trong các bộ phận cơ thể, trong các tế bào, lục phủ, ngũ tạng. Nhiều người dành phần lớn thời gian sau tuổi nghỉ hưu trong bệnh viện. Gánh nặng bệnh tật, y tế đè nặng lên nhiều gia đình. Những gì tích lũy được thời trẻ khỏe, khi về già, chủ yếu sử dụng cho chữa trị bệnh tật nan y. Thực phẩm ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, mọi thứ đang ngấm ngầm tác động, phá hủy cuộc sống con người, dường như không có cách gì chống đỡ. Trong khi đó, các biện pháp thải độc dường như khó đào thải được hết độc tố ra khỏi cơ thể. Một thực tế gây đau đầu cho tất cả chúng ta. Quay lại chuyên môn tạp chí Liên Tâm, từ khi phát hiện ra cơ sở khoa học của phương pháp là dựa trên liệu pháp về y mao mạch, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2014,
sau chuyến công du của thầy Dư Quang Châu, bộ môn đã phổ biến kỹ thuật chườm nóng vùng gan giúp đả thông bế tắc mao mạch nội tạng. Và thật bất ngờ, tháng 4 năm 2015, chúng tôi đã ghi nhận được một báo cáo về kết quả giải độc nhiễm độc trì sau khi chườm gan. Em tên là Nguyễn Đăng Thành, ở Linh Hiệp, số 7 Gia Lâm, Hà Nội. Cái khi trước là em còn nhỏ, em đi bắn chim khoảng tầm 15 năm. Thì cái thời kỳ bắn chim em bắn bằng súng hơi và em có ngậm đạn trì nhiều. Thì sau đó nhiễm chất độc trì, người xám xịt hết cả người, cả mặt mà người sức khỏe nó yếu. Thầy Dương Châu thì có hướng dẫn một bài chườm đá massage. Trong khi em mua 2 viên đá massage về thì chườm được thời gian khoảng 1 tuần. Thì thấy càng ngày da nó càng sáng đi mà người thấy nó khỏe mạnh mà nó mềm mại hơn. Thế khi đến khi em chườm được khoảng 1 tháng thì thấy da nó sáng hẳn và ai cũng ngỡ ngàng, bảo làm cái gì mà da sáng thế. Như là nghĩ lại thì mới biết rằng là do chườm đá thì nó bay được cái phần nhiễm độc trì ở trong cơ thể. Và em thấy cái da của em nó sáng hơn và nó mềm mại hơn. Và người thấy nó thanh thoát và nó khỏe mạnh hơn. Vào tháng 5 năm 2015, trong cuộc gặp 1 tháng sau, nhìn anh Thành lại đã khỏe lên thêm, da dẻ sáng hơn nữa. Lúc đầu vào thì cháu đen hơn cái bạn Hải rất là nhiều, thâm xì. Thế mà chỉ 1 tuần sau chườm đá trắng là bạn Hải hơn rất là nhiều. Đến bây giờ chắc khác hoàn toàn. Bây giờ thầy lấy cái ảnh đầu tiên thầy xoa em với bạn Hải khác nào nhau á? Chườm đá từ lần chườm đến bây giờ được 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi rồi hả? Bây giờ là mặt bữa nay là phải nói rất là sáng sủa mà rất đẹp trai nha. Bây giờ từ cái khi em tập mà chườm đá xong thì cảm thấy người nó khỏe mạnh và nó khoan khoái, thì tự nhiên mọi cái công việc nó cảm tưởng như nó không bế tắc nữa mà nó nhẹ nhàng, mọi công việc đều nhẹ nhàng. Và cuộc gặp gần đây nhất. Trước đây thì da em sáng, mà da nó nổi những cái sần sùi là do gan nó quá nóng, nó không đào thải được chất độc, nó mới nổi sù cả cái da bàn tay bàn chân. Thế mà em chườm trong vòng đó 2 tháng thì gần như là những cái vết thâm, những cái vết thâm, cái sẹo đấy là bay hết. Đây là thứ nhất. Thứ hai là cái da thì sáng hơn. Thế mới có một cái chuyện nữa rằng là có chú nhà em trong gia đình là bị u tiền liệt tuyến, nhưng mới phát hiện hạt nó nhỏ, nó có thể là to bằng 2 hạt ngô. Thế mà mới chườm đúng 1 tháng thì đi xét nghiệm lại và chụp lại X quang thì không thấy mất nguồn cái khối u trong vòng khoảng tầm khoảng 2 hạt ngô. Đấy là mới nhất đấy rồi. Em thì vẫn thường xuyên chườm, nhưng mà chườm thì thấy khí huyết trong người đi không rất là tốt, mà mọi cái thấy nó rất là khác, tiến triển rất là tốt nhiều. Trường hợp anh Thành bị nhiễm độc trì lâu năm mà thải độc nhanh chóng nhờ chườm gan đã làm lóe lên những tia hy vọng cho chúng tôi, những người làm khoa học. Vậy là mỗi giờ có 60 lít máu đi qua gan, trong khi cơ thể chúng ta có trung bình từ 4 đến 5 lít máu. Chườm gan sẽ làm ấm nóng dòng máu đến khắp nơi trong cơ thể, đến từng tế bào, đả thông bế tắc, loại bỏ chất độc hại, cung cấp oxy dưỡng chất cho tổ chức, phục hồi những tổn thương. Và cũng thật may mắn, chúng tôi còn nhận được một số báo cáo của các bệnh nhân ung thư đã có kết quả cải thiện rõ rệt nhờ chườm gan. Trường hợp của chị Thanh Thủy, ung thư tử cung, đã di căn dính chùm hạch ổ bụng, khối u lớn 70mm, chườm gan 6 tháng kết hợp hóa trị liệu, khối u chỉ còn 7mm và đã mất rốn hạch. Báo cáo gần đây nhất là khối u chỉ còn 4mm. Em có niềm tin vào cái phương pháp chườm đá này là tuyệt đối, và em đã cũng có ghé ngay chạy tới lớp để mà em đem nhiều, em mua nhiều đá về để mà biếu các người bà con của em.
trường hợp đại tá quân đội công tác tại Bộ Tổng Tham mưu. Khuất Năng Dũng, ung thư phổi di căn đã vào giai đoạn cuối, cũng nhờ chườm gan kết hợp hóa trị liệu mà hiện nay tất cả các xét nghiệm đều tốt, kể cả kết quả men gan, mỡ máu, huyết áp, ung thư, vân vân. Biến mình trở thành thầy thuốc của mình, dù ai có nó ngả cái kia nhưng lòng ta vẫn vững tin tưởng và theo như thầy châu. Chúng tôi có thêm động lực tiếp tục phổ biến kỹ thuật chườm nóng vùng gan và càng ngày càng ghi nhận được nhiều báo cáo kết quả từ việc cải thiện chứng mất ngủ, táo bón, tiểu đường, axit uric, cholesterol, mỡ máu đến u xơ tử cung, phù nề tiền liệt tuyến và nhiều chứng khác. Trên con đường thực nghiệm và tìm kiếm, chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy được những báo cáo của các nhà nghiên cứu khắp thế giới về nhiệt liệu pháp có thể giúp con người phòng chống nhiều loại bệnh tật, thậm chí cả bệnh ung thư, giúp nâng cao sức khỏe. Những nghiên cứu đó đã được các nhà nghiên cứu thực hiện lâu nay với những số liệu kết quả rất ấn tượng. Từ đó, củng cố thêm niềm tin cho chúng tôi về thạch nhiệt liệu pháp. Bạn có thể tìm hiểu để nắm rõ hơn về thạch nhiệt liệu pháp với các thông tin qua các hội thảo, các khóa học và hướng dẫn trên website www.thapchiliantam.vn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.